Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn cách đăng ký gói cước 4G của nhà mạng Mobifone, gói cước 30K siêu đãi của nhà mạng Mobifone. Vậy đây là gói cước nào thì các bạn hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ. Gói cước đầu tiên mình xin được giới thiệu đến các bạn đó chính là gói cước 3ED của nhà mạng Mobifone. Giá cước để đăng ký là 30.000 đồng trên một lần đăng ký và các bạn sẽ nhận được 24GB data tốc độ cao sử dụng trong 3 ngày. Tức là một ngày các bạn sẽ nhận được 8GB data để sử dụng. Và đặc biệt hơn nữa, bạn còn được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Mobifone dưới 10 phút và miễn phí 15 phút gọi ngoài mạng trên 3 ngày. Tức là một ngày bạn sẽ nhận được 5 phút để gọi ngoài mạng. Ngoài ra, các bạn còn được miễn phí tất cả các tin nhắn nội mạng Mobifone. Và để đăng ký gói cước này thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp sau: DL dấu cách 3ED gửi đến tổng đài 9084. Và gói cước tiếp theo mình xin được giới thiệu đến các bạn đó chính là gói cước 3CD của nhà mạng Mobifone. Giá cước để đăng ký là 30.000 đồng trên một lần đăng ký và các bạn sẽ nhận được 24GB data tốc độ cao sử dụng trong vòng 3 ngày. Tức là một ngày bạn sẽ nhận được 8GB data để sử dụng. Ngoài ra, các bạn còn được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Mobifone dưới 10 phút và miễn phí 15 phút gọi ngoài mạng trên 3 ngày. Tức là một ngày bạn sẽ nhận được 5 phút để gọi ngoài mạng. Và các bạn còn được miễn phí tất cả các tin nhắn nội mạng Mobifone nữa. Và để đăng ký gói cước 3CD này thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp sau: DL dấu cách 3CD gửi đến tổng đài 9084. Hai gói cước mình vừa giới thiệu của nhà mạng Mobifone là hai gói cước đều có tương tự và những ưu đãi như nhau, chỉ khác về tên thôi. Hai gói cước này là một hai gói cước siêu ưu đãi của nhà mạng Mobifone sử dụng trong thời gian trong 3 ngày. Và ngoài hai cước mình vừa giới thiệu đến các bạn thì trong phần mô tả ở bên dưới video mình cũng có giới thiệu thêm để các bạn những gói cước mới nhất và ưu đãi nhất của nhà mạng Mobifone, hoặc các bạn có thể tham khảo thêm tại website mobifone.group. Tại đây mình có giới thiệu đến các bạn tất cả các gói cước 4G của nhà mạng Mobifone được cập nhật mới nhất hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Và nếu các bạn có những thắc mắc hay câu hỏi thì hãy comment bên dưới phần bình luận, mình xin được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.